người càng trí tuệ, sống càng giản đơn. Đơn giản để được sống nhiều hơn, đơn giản để tự do, thong dong, ngay cả khi ít tiền. Thực ra, chúng ta nên học cách giảm thiểu những dục vọng vô hạn với vật chất, quay về với một cuộc sống đơn giản, quay về với sự an tĩnh của tâm hồn. Cuộc sống là để sống, mà sống thì không cần quá nhiều vật chất, mà cần chất lượng. Nếu chúng ta chịu để ý xung quanh mình, thực chất những thứ ý nghĩa, những điều quý giá nhất cuộc đời hầu như miễn phí hoặc rất rẻ để có được. Nhưng bản chất con người chúng ta lại không trân quý những điều đang có, luôn không hài lòng, luôn theo đuổi thứ hào nhoáng mà dễ mất bên ngoài. Đến khi đạt được cũng chả vui được bao lâu, rồi lại chán, lại thèm khát thứ khác. Cuộc đời cứ thế quay vòng, có nhiều nhưng không đủ, quay cuồng đoạt vật chất và chết trong đau khổ. Cố CEO của Apple Steve Jobs là một người giàu có và thành công tột đỉnh, nhưng đến cuối đời ông vẫn phải thừa nhận rằng những thứ khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc đều miễn phí và rẻ tiền. Ông thừa nhận con người sống vì vật chất không bao giờ là đủ, so sánh, đố kỵ người khác sẽ không bao giờ kết thúc. Những thứ xung quanh như không khí, thiên nhiên, bạn bè, gia đình, những đóa hoa, con sông, con suối, rừng cây, vân vân. Trái đất đã cho ta quá nhiều sự giàu có, nhưng ta không biết hưởng thụ. Để rồi dù có cả đống tiền, vàng, con người ta lại quay trở về sống thanh đạm, vườn rau, ao cá, cơm rau, thể dục qua ngày. Đó mới chính là cảm giác sống, cảm giác hòa mình trong hơi thở của thiên nhiên, của sự sống thực thụ. Thế nên ngay cả khi có ít tiền, cũng đừng buồn, đừng chán nản, vì bạn đang có những thứ mà giới thượng lưu đang thèm khát, muốn hưởng thụ cũng không có thời gian. Hãy biết đủ, sống ý nghĩa, vật chất cần đơn giản thôi. Miễn là mình cứ nỗ lực, cứ phấn đấu và hài lòng với hiện tại, mọi thứ sẽ được tự nhiên sắp xếp. Đừng cố so sánh, đừng mang con nhà người ta ra để thêm áp lực cho chính hạnh phúc gia đình mình. Hãy luôn nhớ rằng cuộc đời dù có nghèo khó hay giàu sang, thì gia đình nào cũng có mâu thuẫn, có vấn đề cả, không ai vẹn toàn, không có cuộc sống mãi bình yên. Cái chúng ta có thể làm là điều chỉnh tâm thái, lối sống của mình để luôn có thể an nhiên tự tại giữa dòng đời bồng bềnh. Người Thụy Điển có một câu nói xưa rằng tiền có thể cất đi, nhưng thời gian thì không. Bạn tiêu thời gian như nào, bạn sẽ sống cuộc đời như vậy. Cuộc sống của chúng ta luôn ngập tràn nào là nhà cửa, xe cộ, tiền tài, vật chất. Thực ra, chúng ta nên học cách giảm thiểu những dục vọng vô hạn với vật chất, quay về với một cuộc sống đơn giản, quay về với sự an tĩnh của tâm hồn. Cuộc sống là để sống, mà sống thì không cần quá nhiều vật chất, mà cần chất lượng. Đơn giản thường đem lại cho con người ta một cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhõm. Trong một cuốn sách về sự tối giản có viết như này: cuộc sống ít vật chất luôn có thể khiến con người ta cảm thấy tự do, đem lại cho họ sức sống mạnh mẽ, khiến con người ta tràn đầy hy vọng và mục tiêu. Nó cho phép con người thăng cấp về mặt tinh thần, chứ không phải trở thành một kẻ bị lấp đầy bởi vật chất. Con người thực ra chỉ là khách trong dòng thời gian. Những thứ thừa thải không chỉ chiếm dụng thời gian, không gian, mà còn khiến thân và tâm của ta mệt mỏi, thậm chí đánh mất đi chính mình. Chỉ khi vật chất đơn giản, cuộc sống mới giản đơn, mới không cảm nhận được sự mệt mỏi, mới thực sự hạnh phúc. Thoát khỏi nhà tù vật chất. Một người có được nhiều hơn những gì bản thân mình cần thì được cho là giàu có về vật chất. Khi con người giàu có,
họ bắt đầu coi trọng vật chất và dần tự nhốt mình trong cái thế giới vật chất tù túng đó. Khi một người bị trói buộc quá nhiều bởi những thứ bên ngoài, họ dần đánh mất đi khả năng sáng tạo, mất đi khả năng khai phá sức mạnh và trí tuệ tiềm ẩn trong bản thân. Thực tế là, những thứ cần thiết để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người rất là đơn giản, ví như không khí, lương thực, quần áo và ngủ nghỉ. Kỳ thực, chúng ta chỉ là vị khách qua đường của thế gian. Đồ đạc có nhiều không chỉ chiếm mất thời gian và không gian, mà còn khiến cho tâm thái thêm phiền não, đánh mất chính mình. Người tự do thì ở nhà tranh mái lá, còn nô lệ thì lại ở nhà đá tường xây. Bởi thế, người có cảnh giới tinh thần càng cao thì càng dửng dưng với nhu cầu theo đuổi cuộc sống vật chất xa hoa. Buông bỏ phức tạp xa hoa, bồi đắp trí tuệ an tĩnh. Kỳ thực, cuộc sống rất đơn giản, tim đập thì sống, tim ngừng thì chết. Con người cả đời cũng chỉ là có hai thứ, sống và chết. Nhưng rồi có kim tiền, quyền lực và địa vị, khiến cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản mà dần trở thành khó khăn phức tạp, xa rời chân lý. Một người sống phức tạp ắt sẽ phiền não, ở đời đâu đâu cũng thấy người phiền não. Điều đó nói lên vấn đề gì? Chính là người sống càng đơn giản thì càng có cảnh giới trí tuệ cao thâm. Cổ nhân thường nói, đại trí nhược ngu, người càng thông minh thì lại càng tỏ vẻ khờ khạo, còn người khờ khạo lại tỏ vẻ cao thâm, phức tạp. Có thể nói, một người theo đuổi cuộc sống đơn giản thì dù họ không phải là nhà triết học thì cảnh giới tư tưởng của họ cũng không khác nhau là mấy. Einstein nói, Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất. Đối với người có lối sống đơn giản, mọi thứ đều có thể đơn giản quá. Đối với việc không thích, họ thẳng thắn nói không. Đối với người không thích, họ trực tiếp rời đi. Đối với những thứ phức tạp, họ cãi bỏ. Người muốn một cuộc sống đơn giản cần phải an định từ trong ra ngoài, cần một trái tim tự do muốn thoát khỏi phiền não do cuộc sống phức tạp tạo ra. Đây chính là cảnh giới tối cao trong câu nói đại đạo tối giản. Sáu trí tuệ lớn đời người: ăn một bữa ăn đơn giản nhất, sống một cuộc sống đơn giản nhất giữa xã hội phức tạp, hãy học cách duy trì sự bình yên trong nội tâm. Con người hiện đại ngày nay, tâm tư, suy nghĩ quá phức tạp, ham muốn quá nhiều, mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy. 1. Đơn giản. Đạo Đức Kinh viết, kiến tố bảo phát, thiếu tư quả dục, tuyệt học vô ưu. Ý muốn nói, giữ cho mình cái bản chất mộc mạc, giảm bớt những ham muốn quá độ và cả những tạp niệm không đâu, từ bỏ những suy nghĩ phức tạp và vô ích, chúng ta mới có thể tránh được những đau khổ. Học giả Trung Quốc Tư Mã Quang từng viết, cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, bất tri kỳ ngoại canh hữu hà dục. Thời cổ xưa, con người ta chỉ cần đủ ăn đủ mặc là đã đủ hạnh phúc rồi. Chỉ cần có thể duy trì được những nhu cầu căn bản nhất của cuộc sống thì sẽ không nảy sinh ra bất cứ ham muốn nào khác. Con người hiện đại ngày nay, tâm tư, suy nghĩ quá phức tạp, ham muốn quá nhiều, mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Tâm có đơn giản, mới biết thế nào là đủ, không tham lam, nhân có đơn giản mới biết mình không kiêu căng. Là một người mộc mạc, đơn giản, ăn những món ăn đơn giản nhất, sống một cuộc đời đơn giản nhất. Giữa xã hội phức tạp, học cách hóa tạp thành giản, mới giữ được sự bình yên và điềm tĩnh trong thân tâm. 2. Khiêm tốn. Đạo Đức Kinh viết, bất tự kiến, cố minh, bất tự thị, cố chương, bất tự phạt, cố hữu công, bất tự quan,
cố trường. Phu vi bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dư chi tranh. Ý muốn nói không cố tình thể hiện bản thân, vì vậy mà càng phát sáng, không cho mình là nhất, vì vậy mà nổi bật, không kiêu căng, vì vậy mà càng có thành tích, không tân bốc bản thân, vì vậy mà nhận được sự tôn trọng. Những người có tính cách khiêm tốn, trước giờ không tranh giành với ai, thế gian cũng chẳng ai làm hại tới họ được. Cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi cho bật rễ. Làm người đừng quá ra vẻ ta đây, cho mình là nhất, suốt ngày chỉ muốn thể hiện bản thân, nếu không sẽ rất dễ rước họa vào thân. Khiêm tốn mới là đạo bảo vệ bản thân được dài lâu. 3. Đại trí nhược xuẩn, giả ngốc. Đạo đức kinh viết: đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột. Ý muốn nói, người chính trực không bao giờ cố tình tỏ ra quá mạnh mẽ, trông họ có vẻ như rất dễ bị khuất phục. Người khôn ngoan không dễ dàng bộc lộ hay khoe khoang bản thân, trông có vẻ khá ngốc nghếch. Người giỏi ăn nói không bao giờ khoa trương tài hùng biện của mình, trông có vẻ khá chậm. Ngốc không phải là ngu, mà là đi chắc hơn người khác. Người tưởng mình thông minh luôn tự cho mình là nhất, chỉ có người ngốc mới kiên trì chậm mà chắc. Giữa cái xã hội mà người người đều tin anh như ngày nay, người giả ngốc ngược lại lại là người có phúc nhất. Có người nói, thông minh khó, hồ đồ khó, từ thông minh mà chuyển sang hồ đồ thì còn khó hơn. Biết giả ngốc, giả hồ đồ đúng lúc mới là trí khôn con người. 4. Thuận theo tự nhiên. Đạo đức kinh viết: thiện di sĩ giả bất võ, thiện chiến giả bất nộ, thiện thắng cố giả Phật dư, thiện dụng nhân giả di hạ. Thì dị bất tranh chi đức, thì dị dụng nhân chi lực, thì dị phối thiên, cổ chi cực giả. Ý muốn nói người giỏi làm việc thì không chủ trương dùng vũ lực. Người giỏi đánh trận sẽ không dễ để đối thủ khích bác. Người giỏi thắng địch sẽ không đánh nhau trực diện với quân địch. Người giỏi dùng người sẽ tỏ ra khiêm tốn với người khác. Đây gọi là làm không tranh, cũng là sức mạnh trong dùng người. Đây gọi là biết hòa hợp với tự nhiên, là một chuẩn tắc trong cái đức của thời xưa. Vũ lực, kích động, chiến thắng, đấu tranh đều là những trạng thái quá cấp tiến, cũng là những thường thái mà con người cho rằng mình nên có. Bởi lẽ con người ta thường cho rằng thế giới này có thể do tôi thống trị và kiểm soát, nhưng quan niệm này lại thường đi ngược lại với lẽ thường. Ngược lại, một người thuận theo tự nhiên, tuân theo quy luật của tự nhiên, vừa có thể tránh được tai họa, vừa cho thấy một sự khôn ngoan. 5. Nghĩ thoáng. Đạo đức kinh viết: phiêu phong bất chung triều, sậu vũ bất chung nhật. Ý muốn nói gió to cũng chẳng thổi suốt cả buổi sáng, mưa bão cũng chẳng rơi liên tục suốt cả ngày. Đời người, mưa gió là chuyện thường tình, nắng rồi lại mưa, âm u rồi lại bừng sáng. Chỉ khi nghĩ thoáng ra, bạn mới có thể biến khó khăn trở thành tài sản và sức mạnh trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, chúng ta cho rằng hạnh phúc là một cái gì đó, có nó rồi chúng ta mới hạnh phúc. Trưởng thành rồi, cho rằng hạnh phúc là một mục tiêu, hoàn thành được nó rồi ta mới hạnh phúc. Còn hiện tại, cuối cùng cũng hiểu ra được rằng hạnh phúc chẳng qua chỉ là một kiểu nhận thức. Nghĩ thông rồi tự nhiên sẽ hạnh phúc. Con người ta thường nói, cảnh do tâm chuyển, tướng do tâm sinh. Bất kể chuyện gì cũng đều có hai mặt của nó, có mặt tốt, có mặt xấu. Chúng ta không thể thay đổi được bản chất của sự việc, nhưng có thể lựa chọn góc nhìn nhận sự việc. Tâm thái tốt, dạng sự như ý. Tâm thái thoáng, dạng sự bình an.
6. Tử tế. Đạo Đức Kinh nói: thiên đạo vô thân, thường dư thiện nhân. Ý muốn nói, ông trời luôn rất công bằng, luôn ưu ái cho những lương thiện. Những người tử tế sẽ luôn nhận được phúc báo mà mình đáng được nhận. Ông trời trước giờ không thiên vị ai, nhưng cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với những người tử tế. Tử tế không nhất thiết là phải làm ra những hành động tử tế kinh thiên động địa tới đâu, mà là trong tâm luôn chứa đựng những suy nghĩ tử tế. Cổ nhân nói, phúc điền tới từ tâm địa. Mọi thiện nhân đều sẽ thu lại được thiện quả. Kẻ ban phát phúc lành ắt nhận lại được phúc khí. Phúc khí lớn nhất của một người nằm ở một trái tim lương thiện. Kẻ thù lớn nhất của đời người không phải ai khác, mà là chính bản thân mình. Chỉ có chiến thắng chính mình mới có thể chiến thắng được khó khăn. Có những khi chúng ta sống rất mệt mỏi, cũng không phải là do cuộc sống quá khắc nghiệt, mà là do chúng ta quá dễ bị tác động, dễ bị ô nhiễm bởi bầu không khí bên ngoài, bị cuốn theo cảm xúc, tâm trạng của người khác. Sống trong quần thể con người, chúng ta luôn cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn thấu phổi xuyên tim, có rất nhiều những lời nói lạnh lùng thêm thắt, cuối cùng làm cho tinh thần của mình bị rối loạn, rồi dần dần tự trói buộc bản thân trong mớ dây rối loạn. Kỳ thực bạn sống là để cho mình coi, không phải ai cũng luôn chú ý đến bạn hay đặt bạn ở trong tâm. Bạn sẽ không bao giờ biết người khác làm gì khi bạn không nhìn thấy họ. Có những lúc chúng ta làm chuyện sai trái là bởi vì chúng ta theo cảm tình của mình chứ không dùng đầu óc để suy nghĩ. Nóng nảy phản ánh rằng chúng ta tu dưỡng không tốt, trầm tĩnh mới thể hiện được sự từng trải của chúng ta. Khi chúng ta cảm giác như trời sắp sụp đổ xuống, trên thực tế chính là ta đang đứng lệch ngoài quỹ đạo. Không nên quá coi trọng bản thân, đến mức không quan tâm tới nhân tố bên ngoài. Cũng không nên quá coi nhẹ mình, đến nỗi trở thành bàn đạp cho người khác. Sẽ luôn có người bị lạc đường mất phương hướng. Không thể nào mà tất cả mọi người đều ở trên con đường chân chính. Cuộc sống là như vậy, luôn luôn ở trong thị phi. Không thể thay đổi hướng gió, nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm. Không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể cải biến quan niệm. Không thể thay đổi được sự việc, nhưng có thể thay đổi tâm trạng. Không cách nào thay đổi được cách nhìn của người khác, nhưng có thể thay đổi cách nghĩ của chính mình. Nếu sự việc đã không thể thay đổi, vậy thì hãy cải biến quan niệm. Muốn cải biến sự việc, trước tiên hãy tự thay đổi chính mình. Chỉ có thay đổi chính mình mới có thể thay đổi thế giới. Có rất nhiều khi rõ ràng trong nội tâm không phải nghĩ như vậy, nhưng lại không thể kiểm soát được chính mình mà nói lời ngược lại. Xét đến cùng, chúng ta đã quá chấp nhất vào cái gọi là tự tôn, hoặc chúng ta đã quen với việc sống hai mặt. Nếu chúng ta không thích người khác nói về mình, chúng ta có thể bỏ đi. Nhưng nếu chúng ta không thích những gì chính mình nói, chúng ta lại không có cách nào rời đi đâu được. Vì thế, những lúc không có ai, đừng ngại đối xử tử tế với chính mình, thuận theo nội tâm của mình. Mỗi người chúng ta đều nên là người bạn tốt nhất của chính mình, mới mong có thể tự cải biến. Người nhìn thấu ba phương diện của bạn thì xứng đáng được bạn tín nhiệm. Người mà có thể nhìn thấy nỗi đau đằng sau nụ cười của bạn, nhìn thấy nét đáng yêu trong cơn thịnh nộ của bạn, nhìn thấy nguyên nhân ẩn sâu dưới sự lặng im của bạn, chính là người mà bạn nên tín nhiệm. Trạng thái tốt nhất của con người là, so với độ tuổi của mình, khuôn mặt trẻ hơn 3 tuổi và tính cách trưởng thành hơn 5 tuổi. Đơn giản không phải là tầm thường, khờ khạo,
mà chính vì hiểu rõ nên mới thản nhiên, cũng ý thức được rằng trên đời này có những thứ là bất dịch. Cuộc sống này vốn không phải lúc nào trải thảm đỏ để bạn bước đi. Bởi lý do đó mà nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt, khó mà bước tiếp. Nếu một lúc nào đó trong cuộc đời không may rơi vào tình cảnh này thì hãy thử suy nghĩ đơn giản một chút. Bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này vốn không quá phức tạp và bon chen. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người cả đời lao đao tâm lực, đến lúc giàu có, công danh thành đạt cứ nghĩ là hạnh phúc, nhưng quay đầu mới hiểu hóa ra không phải. Người như vậy ở đâu cũng có cả mà thôi. Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm. Chẳng hiểu tại sao con người chúng ta lại cứ lao tâm khổ tứ, truy cầu quá nhiều điều như vậy. Bất kể là việc gì xảy đến trong cuộc đời này, thì bạn cũng đừng nên nghĩ quá phức tạp, bởi vì trong tâm suy diễn đủ thứ, thì lòng dạ cũng không thể nào mà thanh thản được. Khi một người sống mà coi trọng vật chất, phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh thì khó mà hạnh phúc được. Cuộc đời này không có việc diễn tập đâu, mỗi ngày trôi qua đều là thực địa, đều là trực tiếp trải qua. Thời gian đã trôi thì sẽ không thể nào quay trở lại nữa, mỗi ngày cứ thế qua đi. Cho nên đơn giản là phải quý trọng mỗi thời khắc của cuộc sống này, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương những người quý trọng bên mình. Cuộc sống nhiều khi sẽ có những trở ngại, nhưng bạn đừng nôn trống. Đó chỉ là chút khảo nghiệm nhỏ mà cuộc sống dành cho bạn mà thôi. Điểm yếu của hầu hết chúng ta là khó sửa chữa khuyết điểm của mình và cũng khó phát hiện ra sai lầm của bản thân. Bởi vậy nên sống trên đời điều quan trọng là cần phải nắm chắc được nguyên tắc, giữ vững được lương tri. Trên thế giới này, những điều say mê, hấp dẫn con người là rất nhiều. Đừng vì ham muốn nhất thời mà phải trả một cái giá thê thảm. Nếu như đã phát hiện mình sai rồi, nhất định cần dừng lại. Đừng sống cả đời chỉ biết theo đuổi vật chất, danh lợi. Hãy suy nghĩ về nhân sinh, chắc chắn bạn sẽ ngộ ra rằng đơn giản chính là một loại hạnh phúc mà ai cũng có thể dễ dàng chạm đến. Bảy điều đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn quẳng gánh lo đi và vui sống. 1. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Điều gì đang đè nặng trong tâm trí bạn? Cho dù bạn đang lo lắng về tương lai của nhân loại hay về đống giấy tờ trên bàn làm việc thì hãy lấy giấy bút ra và viết tất cả những thứ đang chiếm cứ bộ não bạn ra giấy. Khi cảm thấy không còn gì để viết nữa là bạn đã hoàn thành. Sau đó hãy hít một hơi thật sâu, nhâm nhi một cốc nước hoa quả và tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau khi đã giải phóng bộ não khỏi đống lộn xộn đó. Hãy đặt danh sách vừa viết sang một bên rồi ra ngoài đi dạo hoặc chợp mắt một lúc nếu bạn muốn. 2. Loại bỏ những điều bạn không thể kiểm soát. Bạn hãy xem lại danh sách trên vài giờ hoặc vài ngày sau đó. Nếu có bất kỳ điều gì khác nữa xuất hiện trong đầu bạn thì hãy tiếp tục viết xuống, thêm chúng vào danh sách. Hãy xem xét lại danh sách những mối lo của mình và tìm kiếm những mối bận tâm mà bạn không thể kiểm soát được như thời tiết, quá khứ và tương lai, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác, hay những hạn chế về không gian và thời gian, và gạch bỏ chúng đi. Sau khi đã gạch xong, hãy tưởng tượng những lo lắng đó sẽ tan biến khỏi tâm trí bạn và không thuộc về trách nhiệm của bạn. Hãy để chúng ra đi. 3. Dứt bỏ những lo lắng vụn vặt. Bây giờ, hãy đọc lại danh sách của bạn một lần nữa và tìm những lo lắng vụn vặt không đáng để bạn bận tâm hay tiêu tốn năng lượng cho chúng. Tiếp tục gạch bỏ và để chúng ra đi khỏi bộ não bạn. 4.
lập danh sách hay nhất từ trước đến nay. Có thể bạn đang nghĩ lại một danh sách khác à? Đừng vội nản chí. Đây là ý tưởng rất hay được ông David Allen, chuyên gia nổi tiếng về năng suất công việc, mô tả trong cuốn sách kinh điển Getting Things Done, tạm dịch, hoàn thành công việc. Danh sách này được gọi là một ngày nào đó có thể, và đó là cái mà bạn sẽ muốn giữ lại. Bây giờ hãy nhìn lại danh sách những lo lắng của bạn, chọn những mục mà bạn có thể muốn giải quyết trong tương lai, hoặc đơn giản là bạn muốn ghi nhớ nhưng chưa phải là ưu tiên lúc này. Thêm chúng vào danh sách một ngày nào đó có thể của bạn và gạch bỏ chúng khỏi danh sách những mối lo của bạn. Khi làm xong, hãy giữ danh sách một ngày nào đó có thể của bạn ở vị trí dễ nhìn và điền thêm vào bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể yên tâm rằng bây giờ những suy nghĩ này đã bị bạn thu phục và không còn cần phải hao tâm tổn trí để lo lắng về chúng nữa. Điều tuyệt vời hơn là nếu giờ bạn nhìn vào danh sách những điều lo lắng thì những gì còn lại sẽ chỉ là những việc bạn sẽ ưu tiên giải quyết trước. Bạn đã được giảm tải. 5. Cho bớt đồ đạc không dùng đến. Có thể bạn không nghĩ tới việc này, nhưng có quá nhiều đồ đạc cũng sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề. Hãy cho bớt đi những đồ nào bạn không dùng nữa để giảm tải. Bạn có thể giải quyết vấn đề này liền một lúc bằng cách hát dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà và chỉ giữ lại những món đồ cần thiết. Nếu bạn có thời gian và cảm thấy thôi thúc thì hãy làm thế. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong tích tắc. Nhưng nếu bạn hợp với cách tiếp cận từ từ thì hãy chuẩn bị một vài hộp đựng đồ ở cửa trước để đựng bất kỳ món đồ nào bạn không cần dùng nữa. Khi một hộp đã đầy, hãy mang nó trực tiếp đến nơi bạn muốn quyên góp đồ, hoặc chí ít là để nó vào trong cốp xe hơi của bạn. Thay hộp hoặc túi đã đầy bằng một cái mới và biến thói quen này trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ ngày càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi thời gian trôi qua. 6. Giảm bớt tiếng ồn. Cũng giống như sự lộn xộn về vật chất làm ảnh hưởng đến thể trạng của bạn, thì âm thanh của các phương tiện giải trí bạn đang sử dụng cũng tác động đến tinh thần và cảm xúc của bạn. Hãy giảm bớt âm thanh xuống để cảm nhận sự tĩnh lặng và bình yên hơn. Chúng ta đều nhận thức rõ ràng rằng các phương thức giải trí trên Internet là chất gây nghiện. Vì vậy, việc giảm bớt thời gian cho chúng có thể là thách thức, nhưng nếu làm được lại mang đến lợi ích không ngờ. Có một vài cách có thể giúp bạn, như sử dụng các ứng dụng tính năng theo dõi thời gian sử dụng điện thoại để đặt mục tiêu mới cho bản thân và liên tục giảm mức độ tương tác với thiết bị điện tử này. Bạn cũng có thể đặt ra các quy tắc cho bản thân và gia đình, như chỉ được bật TV trong những giờ nhất định, để tất cả các thiết bị điện tử ở trong khu vực sạc chung của nhà, chỉ xem tin tức và dành thời gian trên mạng xã hội vào một thời gian nhất định. Giảm bớt những thông điệp tràn ngập trong tâm trí làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn là một cách khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn. 7. Coi trọng thế giới tinh thần của bạn. Cho dù bạn có tín ngưỡng hay không thì hãy cứ thử khám phá lĩnh vực tâm linh. Nếu như bạn đang bị sa lầy bởi thế giới vật chất thì có lẽ liều thuốc giải độc nằm ngoài nó. Hãy thử khám phá những cuốn sách giải đáp về bí ẩn về sinh mệnh mà khoa học không giải thích được. Tư tưởng của bạn có thể được giải thoát khỏi những hạn chế của thế giới vật chất và tìm được điều mà bạn thực sự đang tìm kiếm. Ba trí huệ của nhân sinh: biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên. Con người sống trên đời cần biết đủ, biết dừng, biết thuận theo tự nhiên, như vậy mới có thể an nhiên tự tại giữa thế sự luôn đổi thay từng ngày. Biết đủ.
biết đủ là một cảnh giới khó đắc, cũng là trí huệ nhân sinh. Điều khó làm nhất trong cuộc đời chính là biết đủ. Bởi lẽ trong tâm có quá nhiều dục vọng nhưng chưa thỏa nguyện, nên vẫn mãi khổ tâm truy cầu. Kết quả con người sẽ bị cuốn vào trong dòng xoáy dục vọng, chẳng thể tự mình vượt thoát. Có câu, chi túc thường lạc, biết đủ thường vui. Người không biết đủ thì dẫu sống trong nhung gấm lụa là ở trên đỉnh cao của danh vọng cũng vẫn đứng núi này trong núi nọ, khổ công vớt trăng nơi đáy nước. Những người biết đủ thì dẫu cuộc sống có mệt nhọc, họ cũng vẫn tìm được niềm vui. Khi nhà tâm học Dương Dương Minh còn ở Long Trường, những tùy tùng đi theo ông đều lần lượt ngã bệnh, có người qua đời, duy chỉ còn lại mình ông vẫn bình an vô sự. Dương Dương Minh nói, đến Long Trường 2 năm, cũng bị chướng khí xâm hại, nhưng tôi vẫn bình an vô sự. Đây là bởi bản thân tôi trước sau luôn duy trì tâm thái tích cực, thái độ lạc quan, không có bi thương đau khổ, thiểu não u sầu như những người khác. Trong cuộc sống nếu có thể thanh tâm quả dục, biết đủ nhiều hơn một chút, thì dục vọng sẽ bớt đi một chút, niềm vui tăng thêm một phần, phiền muộn giảm xuống một phần. Biết đủ là trân quý những gì mình đang có, nắm giữ những gì mình có thể, không theo đuổi những mục tiêu viển vông hay những thứ không thuộc về mình. Biết dừng. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng, biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không uy. Con người không nên tham vọng quá nhiều, cần biết dừng lại đúng lúc. Biết dừng tức là biết tiến biết thoái, khi cần tiến thì tiến, khi cần dừng thì dừng lại. Trên con đường nhân sinh, chúng ta khó tránh khỏi sẽ làm sai một số việc, đi sai một vài đoạn đường. Kỳ thực, khi bạn phát hiện ra mình sai rồi, thì hãy dừng lại, đừng cố hút về phía trước. Con đường sai nếu vẫn bước tiếp, thì kết quả chắc chắn sẽ chẳng mấy tốt đẹp, đa phần đều là dực thẳm, là bi thương. Biết dừng không phải là buông bỏ, không phải là chịu thua, mà là nhận thức rõ hiện trạng, dám tìm lại một con đường mới và một hành trình tốt hơn. Có những lúc giữa ngã rẽ cuộc đời, chưa biết sẽ đi đâu về đâu, thì hãy tạm dừng lại. Đi đến nơi sơn cùng thủy tận rồi, ngồi xuống ngẩng đầu ngắm mây bay. Kỳ thực dẫu làm việc gì cũng đều cần biết dừng lại đúng lúc, bạn sẽ nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều đang chờ đón. Biết sống thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên chính là tùy cảnh mà an, đối mặt với mọi chuyện bằng một tâm thái bình thản, tự nhiên. Có được trái tim bình thản ấy mới có thể coi nhẹ tiền tài và quyền thế, mới có thể thản đãng đối mặt với thành công và thất bại. Trước đây, có người thỉnh giáo một vị thiền sư rằng thế nào là tu hành. Thiền sư đáp, những lúc bụng đói, ăn cơm thì cứ một lòng ăn cơm. Những lúc buồn ngủ, ngủ thì cứ một lòng mà ngủ thôi. Người này lấy làm lạ, bèn hỏi, những người khác đều làm như vậy cả, lẽ nào họ lại không dụng công giống như ngài hay sao? Thiền sư trả lời rằng, không phải vậy, những lúc họ ăn cơm thì nghĩ đến ngủ, những lúc ngủ lại nghĩ đến ăn cơm. Còn tôi, ăn cơm thì chỉ lo ăn cơm, ngủ thì chỉ lo ngủ, vậy nên không giống nhau. Thế sự phồn hoa chẳng qua chỉ như khói mây. Khi bạn nhìn thông nghĩ thoáng, bạn sẽ cảm thấy rằng thuận theo tự nhiên là trạng thái tốt nhất. Có thể sự huy hoàng nhất thời khiến con người ngưỡng vọng, nỗi thất bại nhất thời khiến con người thảng thốt, nhưng cuộc sống cuối cùng cũng đều quy về sự bình thản. Sống thuận theo tự nhiên, con người mới không cao ngạo khi ở ngôi cao, không tự ti khi ngồi chỗ thấp.
Trong sách U Song Tiểu Ký cũng ghi lại một câu đối như thế này: không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Biết đủ thường vui, biết dừng mới có thể tiến xa hơn. Sống thuận theo tự nhiên, con người mới biết cách nếm trải cuộc sống. Muốn hạnh phúc không gì bằng biết đủ. Con người sinh ra vốn đã có thiên tính truy cầu hạnh phúc, nhưng đời người có 10 phần thì tới 8, 9 phần chẳng được như ý, toại nguyện. Tình cảm viên mãn hà tất đã tiền bạc đã đầy đủ, giàu sang hà tất đã cảm thấy sung sướng, sung sướng rồi hà tất đã có sức khỏe. Có câu nói rất hay rằng: đừng khóc vì không có giày đi, bởi vì có người còn không có chân để đứng. Hạnh phúc đối với rất nhiều người dường như chỉ là một ước mơ xa vời, nhưng kỳ thực ước mơ ấy vẫn luôn nằm sẵn trong tâm mỗi chúng ta. Người xưa nói: tri túc giả, lạc thường giả, chính là biết đủ thi thường vui. Malena là một gia tộc nổi tiếng với nghề kinh doanh hàng thêu. Xưởng thêu của họ là một trong hai công xưởng thêu thủ công còn tồn tại tại thủ đô Paris. Xưởng thêu còn lại là của Chanel, hãng thời trang nổi tiếng thế giới. Hàng năm, các nhà thiết kế nổi tiếng tại Pháp sẽ gửi bản thảo đến đặt hàng tại xưởng của họ. Những thương hiệu nổi tiếng như LV, Dior đều tìm tới. Tuy vậy, khi đứng trước nhiều đơn đặt hàng, người điều hành xưởng, bà Malena không lấy gì làm vui vẻ và luôn cân nhắc trước khi nhận lời. Bà không muốn xưởng thêu của gia tộc bị biến thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất hàng xa xỉ phẩm của các tập đoàn nổi tiếng. Bà Malena nói: nếu nhận lời, ngay cả thời gian để may giấy cưới hay lễ phục tốt nghiệp cho con gái của mình tôi cũng không có nữa. Tôi còn muốn may cả giấy cưới cho cháu gái của tôi nữa. Chúng tôi không cần phải khiến mình trở nên hùng mạnh, bởi vì chúng tôi luôn được làm điều mình muốn, thế là đủ rồi. Con người càng trưởng thành lại càng phát hiện ra rằng, điều thực sự khó có được trong đời người không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm thế nào giữ được một trái tim an định, sống một cuộc sống bình thường, quan tâm đến những người xung quanh. Người càng sáng suốt lại càng biết đủ, bởi lẽ họ minh bạch rằng cao ốc ngàn gian, đêm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt dạng khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Tại Paris còn có cửa hàng phô mai nổi tiếng có tên Mathieu. Người đến mua phô mai Mathieu đều phải đứng xếp hàng dài, nhưng ông Mathieu vẫn chỉ nhận mình là một người yêu thích làm phô mai. Ông thậm chí còn từ chối rất nhiều đơn đặt hàng lớn tại các chuỗi siêu thị. Ông nói: chúng tôi ở đây vô cùng vui vẻ, những gì đang có hiện tại khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi cảm thấy đã đủ rồi. Ông Mathieu chia sẻ: tôi cũng không giàu có, nhưng tiền đối với tôi mà nói giống như bánh bút đinh vậy, nhiều quá sẽ làm bạn hỏng răng. Hạnh phúc đến từ một tâm hồn biết đủ, niềm vui đến từ sự giàu có trong tinh thần. Sinh mệnh không phải là để cầu danh lợi, càng không phải để kiêu ngạo khoe khoang, bởi vì sống như vậy là sống để cho người khác xem. Mỗi ngày đều vui vẻ, sống để bản thân có cơ hội nếm trải và hiểu thấu nhân sinh, mới không uổng phí một kiếp người. Hạnh phúc là gì? Người ta thiếu đi cái gì, mất đi cái gì thì thường coi đó là hạnh phúc. Người nghèo khó truy tìm tiền bạc, người bận rộn truy tìm thời gian, người bệnh tật truy tìm sức khỏe. Người xưa có câu: hạnh phúc giống như một tòa kim tự tháp, có rất nhiều tầng, càng lên cao thì hạnh phúc càng ít, đạt được hạnh phúc lại càng khó. Càng là ở tầng dưới thì càng dễ đạt được hạnh phúc hơn. Chúng ta thường ngưỡng vọng và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Kỳ thực quay đầu nhìn lại,
thì người khác lại đang ngưỡng mộ hạnh phúc của bạn. Biết đủ, biết trân quý mọi thứ mình đang có mới là hạnh phúc chân chính. Mỗi người khi sinh ra đều tự có vị trí của riêng mình. Sự tự tin của con người không đến từ việc so sánh với người khác, mà nằm ở chỗ được là chính mình bất cứ khi nào.